Hello everybody! Last week, I released a tab of video called How to Say What Color is Your Underwear in Vietnamese. I think this content may be good since it's related to educational purpose. In this video, I will teach you guys how to say Can I buy your old panties in Vietnamese. In Vietnamese, you should say this line to a close girl of yours, unless you will get cold or something like that. And this line is Anh có thể mua quần lót của em được không? One more time. Anh có thể mua quần lót của em được không? Oh, this is that girl who I play PUBG with. Let's ask her if I could buy her old panties. Không sợ, không sợ. Không. Ủa mà sáng Nga mặc cái gì á? Nó hỏi cái gì vậy trời? Sáng thứ tư thì mặc đồng phục chứ mặc cái gì cha? Cái thằng đấy. Ừ, hỏi chuyện lâu rồi. Không, tôi hãy tôi hỏi sâu xa lắm mà. Đánh đề hả? Mày đánh đề hả? Đánh đề. Ừ. Dạ anh ơi. Hỏi đánh đề á. Nói vui gì nè. Tao đã dành dưới. Thôi trời ơi, bị gì vậy? Trời trời trời. Con xe lên đi ba ơi. Xe trễ, ẩm ghê. Đi vô. Bị gì? Đi. Tôi lắc. Chuyên gia luôn nha. Trời ơi. Nữa. Trời ơi. Không. Chơi xong thôi chút một giờ tháng đi xe riêng thì mọi người ơi thôi thôi để cho đi chung đi. Tôi là người bị mấy người bỏ á. Đúng, không biết lỗi tội lỗi nữa. Không ai bỏ á má, tại má chậm á má. À má nghe mọi người không thì bá thì vui bá không nào? Không giận mà bá vui. Ôi, cái gì vậy, bao nhiêu cái nhà nó vô chung cái nhà được cái thằng này thì cứ cọc. hồi sáng tôi đúng chung ấm. Trời ơi, gì gắt vậy? Ơi Nga, tôi chung với. Gì vậy má? Tôi chung với. Chung chi ba, lút lộn rồi, tôi chung thằng Liên này. Vui. Ủa, dân này màu gì vậy? Quen, mặc đồ đồng phục giống Nga. Mong. À vậy hả? Ngọc sao Ngọc? Nó điên rồi. Xem. Ngọc ơi. Nó điên Xem. Rồi. Ngọc ơi. Đen hả? Xem. Cũng đồng phục đó. À xem hả? Tưởng mặc màu đen. Nha. Quăng cho nó cái bơm nha. Vậy thì hắn là có cái bơm rồi hắn. Lỗi. Ở đây không có ai chú tính không? Gì vậy? Cái gì vậy? Lạnh quá ơi, cái gì có mờ bốn rồi. Tự nã đạn tôi chứ. Cái gì vậy? Ê má, trong đây nã đạn không chết. Nã đạn má. Cũng có chết đâu ba. Chờ qua PC đi ha. Trời, tao chưa có cái ba lô, nó ai có ba lô vậy? Nè, lại đây mình có ba lô này. Nghèo quá ta. Coi có scope không? Nhìn đây cho có red dot. Thôi cảm ơn. Cái gì? Cái lò gì? Ủa, tao chùm vô đầu mày á hắn. That works slow. And Brayton, seeing I had the thought that she will put her panty on my head in real life. But maybe it will feel good.